Xin chào mọi người. Mọi những người mà mới bắt đầu tìm hiểu về kiếm tiền trên Có TV thì cũng sẽ rất là thắc mắc giữa là kiếm tiền trên YouTube và kiếm tiền trên Có TV nó có những cái điểm nào giống và khác nhau. Thì video clip hôm nay là mình cũng muốn làm sáng tỏ cái vấn đề đó để cho mọi người có một cái cách nhìn tổng quát về cái cách kiếm tiền của hai nền tảng này, và các bạn sẽ có những cái định hướng cụ thể cho việc phát triển cái kênh của mình, làm sao mà tối ưu hóa được cái doanh thu nhất cho mình, được không ạ? Bây giờ xin mời mọi người đến với cái chủ đề ngày hôm nay nha. Trước khi mà mình đến với chủ đề ngày hôm nay, mình sẽ cung cấp cho các bạn một cái thông tin cực kỳ là quý giá, thấy không? Thì trên cái Facebook nè, thông tin chính phủ nè, là đã có một cái tin như thế này: phát triển nền kinh tế số giúp dân giàu có hơn, góp phần đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp năm 2025. Và trong đây có một cái thông tin rất quan trọng là ngày 31 tháng 3 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 411/TTG phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2005 và định hướng đến năm 2030. Bối cảnh hiện nay là thời cơ mà Việt Nam cần nhanh chóng nắm bắt, hành động mạnh mẽ để phát triển kinh tế số và xã hội số. Nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số được đặt ở mục tiêu ưu tiên, mọi người nhớ nha, mục tiêu ưu tiên trong các chiến lược phát triển quốc gia. Mọi người thấy không? Và phát triển kinh tế số là gì? Phát triển kinh tế số, đây, kinh tế số được hiểu đó là nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet. Cái điều này cho thấy là, theo mình nghĩ là sắp tới này, người Việt Nam chúng ta sẽ được làm quen dần với những cái thuật ngữ về blockchain cũng như là đồng tiền kỹ thuật số. À, đó, bây giờ mà mọi người nghe tới cái đồng tiền đến chữ blockchain là mọi người có cảm giác như nó như thế nào, nó lừa đảo hay đó không có đâu mọi người ạ. Và mình cũng đã giải thích rõ trong cái video clip là Web3 nền tảng của tương lai đó. Thì mọi người vào cái kênh, đúng cái kênh tên của mình á, mọi người tìm vô cái bài Web3 nền tảng công nghệ của tương lai á, mình có giải thích rõ đó là như thế nào đó, để mọi người hiểu rõ về cái công nghệ blockchain. Và Việt Nam mình đó, như là cái thông tin quý giá này đã vừa nói nè, theo mình nghĩ thì sắp tới Việt Nam sẽ phát triển rất là mạnh mẽ về cái kinh tế số. Nên là chúng ta là người đi trước, chúng ta sẽ cố gắng đi tắt và đón đầu cái xu thế này ha, để chúng ta kiếm được cái doanh thu tối ưu nhất cho mình, được không ạ? Và bây giờ mình sẽ vô cái vấn đề chính về kiếm tiền trên nền tảng Có TV và kiếm tiền trên nền tảng YouTube. Thì nền tảng Có TV á, kiếm tiền với những cái nguồn như thế này: thứ nhất đó là nút like, và thứ hai là gifting vote, có nghĩa là cái quà đó, quà tặng á, và thứ ba đó là kiếm tiền từ doanh thu quảng cáo. Đây, ví dụ như mình thí dụ kiếm tiền từ nút like đây, kiếm tiền từ nút like ha. Còn cái nút like nó như thế nào, cái giá trị tại sao nó có cái số là 400 đây, cái bạn Lisabon nè, bạn cũng với mình cũng hay tương tác với nhau. Cái nút like của bạn Lisabon có giá trị là 471 đồng. Và bạn Lily Thơm nè, mình làm cái clip này cũng hưởng ứng cái video clip của bạn Lily Thơm á, cái video clip này đó, là có quà nha mọi người. Đây, cái video đi vô top 3 rồi nè. Đó, video clip này nè, giới thiệu cộng đồng idol Có TV trên Có TV á. Thì bạn Lily Thơm á, thì cái giá trị của lượt like của bạn Lily Thơm 1217 đồng. Đó, tại sao nó có cái sự khác biệt giá trị như vậy thì mọi người có thể tìm hiểu thêm về cái bài mà sức mạnh của nút like trên nền tảng Có TV trên cái tới đây trên cái kênh của mình ha. Mọi người tìm cái đó mọi người sẽ hiểu rõ hơn, tại vì nó rất là nhiều cái vấn đề liên quan đó, nên là mình chỉ có thể nói ngắn gọn thôi. Thứ hai, chúng ta sẽ kiếm tiền được từ gifting vote. Ví dụ như bây giờ mình kiếm một cái bài, đây cái clip mà Có TV nền tảng dành cho nhà sáng tạo nội dung của mình nè. Đó, cái clip này là mình hiện tại bây giờ mình không biết tại sao mà nó tăng nhanh như vậy luôn, tăng dữ dội như vậy. Đây, gần 50.000 rồi mọi người. Hôm nay là lên gần 50.000 lượt xem rồi đó. Thấy không? Với một cái nền tảng mà mới như vậy mà lên liên tục, ngày nào cũng lên, ngày nào cũng có người xem hết trơn á. Đó, thì cái tiền mình kiếm là thứ hai đó là cái gifting vote nè. Cái này mình tặng rất là nhiều quà. Đó, thấy chưa? Gifting vote là đây ha. Thì tất cả nó đều sẽ nằm trong cái bài sức mạnh của nút like trên nền tảng Có TV á, để mọi người sẽ hiểu rõ hơn về cách thức kiếm tiền trên Có TV. Đó là cách thức thứ hai. Và cái cách thứ ba đó là cách thức kiếm tiền từ quảng cáo, đúng không ạ? Đây, để bật được cái quảng cáo trên Có TV cũng không khó lắm.
Có nghĩa là chúng ta sẽ đạt được 500 lượt theo dõi chỗ này, 500 lượt follow đây. Đó. Và một cái video clip của chúng ta có cái lượt view trên 1.000. Dĩ nhiên là cái lượt view này là phải là do chính mình sáng tạo ra nha. Cái clip đó mình có nghĩa là mình cái kênh thứ ba làm kênh mình phải sạch nha, không có copy, không có dùng re-up của tất cả của người khác, không có lấy nội dung của người khác. Đó thì chúng ta sẽ được cái phần bật được cái quảng cáo này. Đó thì cũng giống như YouTube về cái việc kiếm tiền về quảng cáo. Tuy nhiên thì cái phần mà kiếm tiền, cái thu nhập mà từ quảng cáo á của CodeTV á, hiện tại bây giờ á thì mình thấy là chưa có cao. Có nghĩa là mình cũng sẽ nói thật ra tất cả mọi người để mọi người đánh giá luôn nha, chứ chúng ta không có hy vọng giống như YouTube, không được vậy đâu. Tại vì nền tảng CodeTV hiện tại bây giờ á thì cái số người, cái số tài khoản lập nó cũng chỉ hơn 1 triệu thôi. Thì dĩ nhiên chắc chắn là cái doanh thu mà quảng cáo mà của công ty họ thu về được không thể bằng YouTube được. Đó, YouTube thì bây giờ quá nhiều rồi, thấy không? Nên là cái doanh thu quảng cáo của mình á, từ mình bật được quảng cáo từ ngày 15 tháng 3 nè. Đó, nhưng mà mỗi ngày doanh thu quảng cáo của mình cũng không có nhiều, không mấy, là đến bây giờ á là được nửa tháng rồi thì nó mới được có 0.04 đô à. Nó không có nhiều, nên có nghĩa là doanh thu quảng cáo là như vậy, nhưng cái này nó sẽ tăng trưởng theo tương lai. Mọi người sẽ chú ý nha. Khi mà số tài khoản được lập trên nền tảng CodeTV càng tăng càng nhiều thì lúc đó doanh thu quảng cáo công ty họ thu được nhiều thì chắc chắn họ sẽ gửi trả lại cái doanh thu cho cái người sáng tạo nội dung nhiều hơn. Và bên cạnh đó, cái này là trả bằng đồng USD, có nghĩa là trả bằng tính bằng USD nha mọi người. Còn những cái lượt like và clip tin vút á là tính bằng cái đồng code, là mình có nói rõ trên cái những cái clip trước, mọi người có thể tìm xem nha. Đó, mình nói đó, nó có hai nguyên do là tại sao nó thấp. Nguyên do thứ nhất á, mình nghĩ đó là cái nguyên do về cái số lượng user lập của CodeTV họ thấp hơn so với YouTube, bởi vì CodeTV là một nền tảng rất mới, mới khai sinh ra khoảng năm 2019. Dĩ nhiên cái số lượng user họ biết chưa nhiều. Thì cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bây giờ họ mới chính thức rồi đó. Có nghĩa là cái bản của trước là mới là bản chạy thử, là bản beta thôi, bây giờ đã là cập nhật vào bản chính thức rồi. Đó, mà bản chính thức là chắc chắn là nó sẽ free đó nha. Trong thời gian tới sẽ free đó rất là nhiều á, mọi người chú ý. Và một điều nữa mình nói là cái người đi trước vẫn là cái người có lợi nhất các bạn. Chứ các bạn đợi cho người ta vô đông rồi các bạn mới vô thì á, nó bão hòa rồi, lúc đó các bạn không có kiếm được cái gì đâu. À, hoặc có thì có rất ít, hoặc là cực kỳ khó luôn. À, càng ngày cái điều kiện sẽ càng khó hơn. Nên mọi người, chúng ta hiện tại bây giờ nếu mà ai có duyên biết đến CodeTV thì chúng ta đừng dần dần, chúng ta cứ lập tài khoản, chúng ta tìm hiểu đi. Mọi người mà muốn tìm hiểu rõ hơn thì mọi người có thể xem các cái clip của mình đó trên kênh Thành Nam Entertainment đó. Rồi, kênh YouTube mình cũng up lên luôn, mình cũng up luôn các cái bài đó luôn để cho mọi người có thể xem cho nó dễ. Một tí mình sẽ giới thiệu cái kênh YouTube của mình luôn để mọi người biết. Đó là cái hai cái có thể là mình nói để làm cho cái doanh thu quảng cáo của CodeTV không có nhiều, chưa, hiện tại bây giờ chưa nhiều. Như vậy thì cái người mà kiếm tiền trên nền tảng CodeTV á, chúng ta mới vào là chúng ta đã có thể kiếm được tiền rồi. Chúng ta không cần phải ngồi đợi bật quảng cáo nữa. Thấy chưa, mình vừa ngồi đây là có người đã like cho mình được kiếm 210 đồng nè. Rồi bên cạnh đó là chúng ta chú ý nha, chúng ta làm nội dung tốt, chúng ta sẽ được cá mập cắn á. Cá mập họ có cái lượng code rất nhiều, lượng vét rất nhiều thì họ like một phát là lên cái gần cả 100.000 nha mọi người. Thấy là một cái video clip á, nhiều khi á là mình làm từ đầu đến giờ á, nhiều cái video clip á. Đó, như hồi nãy cái bài mà CodeTV nền tảng cho dành cho nhà sáng tạo nội dung đó. Thấy chưa? Mình kiếm được tới gần 1 triệu, hơn 1 triệu đồng luôn. Cái người mà cho cái kênh mà dù có bật quảng cáo hay không bật quảng cáo, chúng ta đều có thể kiếm được tiền được từ đầu hết. Miễn chúng ta tập trung vào sáng tạo nội dung cho thật tốt thì chúng ta sẽ kiếm được được nhiều, chúng ta sẽ được để ý, thấy không? Và hiện tại bây giờ còn một điều nữa là cái user lập cũng chưa nhiều đâu, chưa có nhiều, nên là chúng ta còn rất là nhiều đất để chúng ta diễn nha. Mọi người đừng có bỏ lỡ cơ hội này. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái kiếm tiền trên YouTube như thế nào. Bây giờ trên YouTube mình có hai cái kênh đều kiếm được tiền hết ha. Đây là kênh Thành Nam Entertainment nè. Kênh này á là mình có gần 7.000 người theo dõi. Và kênh này là mình bật kiếm tiền vào từ năm 2017. Thu nhập cao nhất của mình á là cái bài này. Bài này có cái lượt view nó lên là 660.000 lượt view. Không, nhưng mà sau này mình không có, mình bỏ kênh này mình ít có làm lắm, tại vì thực tế là mình làm bên cái nghề này á, là mình sản xuất, mình làm rất là nhiều clip cho người ta rồi, nên nhiều khi mình làm cho mình cũng ngoại lắm. Và cái nữa là bây giờ mình chủ yếu là cái kênh này á là để mình up những cái công việc mình làm ha, sự kiện mình làm, chứ mình không có kiếm tiền từ cái kênh YouTube đó. Đây, những cái sự kiện mình làm cho đài truyền hình Bình Thuận nè,
rồi những cái chương trình sự kiện mình tổ chức nè, thấy không? Đó, rồi đây mình giới thiệu những cái học viên của mình đó, những cái bé mà học trò mình đã học thanh nhạc bên mình. Rồi đó, còn đây là những cái chương trình từ thiện mình làm thiện nguyện á. Đó, thì cái kênh này là chuyên về về những cái công việc của mình. Rồi, mình và mình còn thêm một cái kênh nữa là kênh đây, cái kênh guitar. Guitar Thành Nam này, kênh của mình, kênh này là mình chủ yếu mình chơi đánh guitar. Đó, khi nào mà rảnh rảnh á, mình thấy buồn buồn cái mình thấy anh rảnh mình buồn thì mình cover một bài mình tự quay vậy đó. Ha, mình up lên. Đó nên rất là nhìn như mọi người ấy, chúng ta xem cái clip của mình á thì các bạn ủng hộ cái kênh của mình nhé, subscribe cái kênh của mình để mình có nhiều cái động lực để làm những cái clip gì hữu ích đến cho mọi người ha. Và đây mình có nói rồi, mình có để trong cái danh sách phát nè, kiếm tiền trên có TV nè, để mọi người đó, nó có ba cái clip này nè, đó là mình lấy up lên để mọi người trên YouTube có thể tiếp cận được. Và hiện tại bây giờ chúng ta không có gì phải lo hết, cả hai nền tảng khác nhau nên việc chúng ta up các cái clip từ YouTube qua cũng chẳng dính bản quyền gì hết, chúng ta đừng có sợ nha. Hai nền tảng khác nhau nên mọi người, nên cái chuyện bản quyền nó không có vấn đề gì xảy ra hết. Mọi người cứ up thoải mái, mình làm bên này xong mình up bên kia, mình làm bên này up bên kia rất là bình thường. Thì cái kiếm tiền trên YouTube á thì như thế nào? Kiếm tiền trên YouTube thứ nhất là mình phải đạt được tối thiểu là 1.000 lượt theo dõi đó, và trong vòng 1 năm mình phải đạt được 4.000 giờ xem. Đó. Còn riêng cái kênh YouTube này của mình á là mình đã bật kiếm tiền từ năm 2014 rồi. Từ cái lúc mà người ta chưa, Việt Nam mình là còn rất ít người biết về kiếm tiền trên YouTube. Đó thì mình đã bật cái kiếm tiền này rồi. Đó, tuy nhiên là thời điểm đó là mình có rất là nhiều cái dự định về cho cái xây dựng cái một cái công ty giải trí gồm tổ chức sự kiện rồi quay MV ca nhạc rồi đào tạo ca sĩ, đào tạo thanh nhạc này nọ đó, nên là mình không có tập trung vào cái chuyện phát triển cái kênh đó, nên là mình hơi bỏ bê cái kênh này lắm đó. Có những cái thời điểm là mình bỏ tới 3-4 năm nữa đó, rồi tự nhiên cũng có người nhắn tin vô bảo anh bỏ cái kênh này phí quá vậy anh bán cho em đi, thì mình mới hỏi thử là bán bao nhiêu, thì kỳ kèo hồi cái mình nói là bây giờ khuyết 15 triệu được không, cái đồng ý, người ta nói 15 triệu người ta vẫn chịu nha. Đó, lúc đó cái kênh mình nó cũng chưa có gì á, sau này mình mới bắt đầu mới làm tiếp nè. Đến năm 2020 rồi bắt đầu mình mới bắt đầu khởi động, mình làm thêm một số cái clip của mình cho vui, bắt đầu mình làm nhiều hơn một chút. Rồi vừa rồi dịch nó nhiều quá, dịch nó nghỉ nhà không làm nhiều thì mình cũng làm thêm 3-4 cái clip vậy đó. Nhưng nói chung là mình ít làm lắm, tại vì bản thân mình đi quay cho người ta, mình làm cho người ta nhiều quá, mình biết mình quải á, mình cũng không có làm nhiều. Đó nên là mọi người mà có YouTube á thì mọi người ghé kênh mình nha, ủng hộ mình nha. Đó, mình nói sơ về xíu thì cái kiếm tiền trên YouTube á, hiện tại bây giờ á, mình sẽ cho mọi người thấy nè, ví dụ như cùng với một cái lượt view này ha, nhưng họ tính cái doanh thu nó khác, cái doanh thu của YouTube về cái tiền quảng cáo nó cao hơn. Đây, mình thí dụ đây, đó kênh này của mình cũng được gần 3.000 người theo dõi rồi mọi người, ha, là có hai kênh đó, một kênh 7.000, một kênh 3.000. Rồi bây giờ mình vô số liệu xong phân tích nè, thì riêng cái này á, cái lượt view là nó khoảng 278 thôi, nhưng mà nó lại được hơn $1 là số tiền họ trả cho mình cũng tương đối khá. Rồi bây giờ mình qua cái chỗ doanh thu nè, để mình thấy chưa, như vậy là doanh thu mỗi 1.000 lượt xem là $4 mấy, là rất cao nha mọi người. Đó, chi phí mỗi 1.000 lượt xem hiện thị quảng cáo dựa trên CPM, cái này là quan trọng nhất nè, cái CPM rất là quan trọng đó. Thì như vậy là của doanh thu của mình có 200 mấy chứ, nó chiền sao được $1.26, 278, $1.26. Mình thấy là thứ nhất là YouTube, mình vào là mình không có được kiếm tiền rồi. Bây giờ cái bất lợi của YouTube là chúng ta xây dựng kênh từ đầu á, là chúng ta không có được kiếm tiền đâu, mà chúng ta phải cố gắng chúng ta làm sao đạt được 1.000 người theo dõi và 4.000 giờ xem liên tiếp rồi chúng ta mới được gửi đơn, chúng ta xét duyệt thôi. Đó, xét duyệt còn được hay không, nó còn chấp nhận hay không, nó còn nhìn vào cái kênh của mình nữa, nó có thấy có cái sự nhiệt tình hay có cái sự phát triển hay không, thì nó mới bắt đầu nó cấp cho mình cái doanh thu quảng cáo đó. Nhưng mà nó còn một nhược điểm mà rất là khó chịu nữa là nằm ở đây, đó là cái bản quyền. Có TV là nền tảng web 3, họ trao cái quyền cho cộng đồng nên là cái bản quyền nó không có chặt bằng cái bên YouTube. Tại bây giờ là bên nền tảng TV người ta vẫn chưa có chặt cái bản quyền, bởi vì người ta đang tập trung về phát triển cái user, cái đã đạt cái mục tiêu user rồi họ sẽ siết lại bản quyền, nhưng mình nghĩ sẽ không siết nhiều như là trên bên YouTube, bởi vì
họ trao giá trị cho cộng đồng mà, cộng đồng thấy hay thì người ta cho, miễn sao mình hát là được rồi đó. Còn YouTube á là họ xét tùm lum hết trơn nè, thấy chưa? Ví dụ cái bài này mà mình dính cái quyền cái nó chứa vào cái nội dung đây, nó chứa vào cái nội dung bản quyền á, là nó chứa nè, VCBMA này là cái này trung tâm bản quyền á, tác quyền á đó, là tác giả họ đăng ký vào cho những trung tâm này, bây giờ đó nhận dính vào những cái này là quyền tác giả nè, là bắt đầu mình phải bị chia doanh thu với tác giả. Và chia doanh thu tác giả là mình không còn gì hết trơn. Nên là mình rất là không thích, bây giờ mình không có thích ca cover với bài hát của người ta nữa. Bây giờ có bài của mình sáng tác, mình gắn mình viết rồi, mình viết mình hát thôi. Chứ bây giờ cover người ta ăn hết trơn rồi. Tác giả họ cứ thấy cái bài của họ lên cái là họ bây giờ họ cứ ăn quyền tác quyền, mà họ ăn cái doanh thu rất lớn, làm cho mình không còn gì hết trơn. Đó. Ví dụ như một cái bài của mình nè, cái bài này mình sáng tác á. Thấy không? Mình sáng tác, mình viết và mình hát, mình làm từ A đến Z thì có doanh thu mình tới 4 đô mấy lần. Thấy không? 7.600 được view. Mà mình đi cover của người khác nha, không còn gì hết trơn, mà mọi người thấy không? Một cái bài mình cover mà dính cái bản quyền, dính bản quyền tác giả thôi, 0.01 đô, 152 view, 0.01 đô. Trong khi cái kia cái đó, dĩ nhiên là cái YouTube này nó còn tính về cái thời lượng xem nữa mọi người, nó tính về cái thời lượng xem nữa. Cái này nó xem ít quá thì đó, nhưng mà có 0.1 đô thì nó quá chán đi. Hay vô vô bài đón xuân này thử coi. Đón xuân này mình cũng ngẫu hứng với bạn Trung á, bạn đầu Hải Trung á, admin của Có TV á, admin của cộng đồng Có TV á. Đó. 0.05 mà. Bây giờ rất là ít, nó dính cái quyền tác giả là vô không còn gì hết trơn. Đó, nên là mình nói thiệt, làm âm nhạc bên cái YouTube bây giờ thực sự là rất là khó. Cái thời điểm hồi xưa á, mình mà chịu làm á, là bây giờ nó khác rồi, nhưng mà mình không chịu làm. Ví dụ như hồi xưa mình up cái bài hồi xưa á, là rất là cao nha, lượt view mình rất là cao. Mình mà chịu up á, đây nè, lượt view nè, hồi xưa nè, bài Nơi Đâu Xa nè, 49.000 lượt view nè. Đó, những cái thiệt cái bài mà mình làm tức hồi xưa lên, mình cứ quăng lên đó đại á, người ta vô người ta xem rất là nhiều. Rồi á, comment cũng rất là nhiều nha. Thời điểm đó là YouTube cũng mới bắt đầu, chưa có ai biết là cái kênh của mình kiếm tiền đâu. Rất là ít người biết cái kênh của mình kiếm được tiền thời điểm đó đâu. Điểm đó đó. Thế chứ người ta vô, người ta coi và người ta comment rất là nhiều. Đó, nhưng mà người ta kêu mình quay video hướng dẫn cách đánh giùm hay là gì đó. Sau này những cái bài mình up lên sau này á, cũng nhiều lắm, nhiều người người ta cứ kêu là quay hướng dẫn, nhưng thực tế nếu mà làm YouTube mà chuyên nghiệp á thì mình phải dành thời gian để mình làm những cái này, để mình gọi là mình chiều những người mà người xem á đó. Mình người ta yêu cầu mình làm gì thì mình chịu khó mình làm, thì sau này cái fan người ta kéo cho mình rất là đông. Tuy nhiên cái thời điểm đó mình không có thời gian, thật sự là mình tập trung cái mục tiêu cho chuyện khác, nên là mình bỏ bê cái kênh này á, cũng hơi tiếc. Sau này mình nghĩ là mình cũng hơi tiếc, bởi vì thời điểm đó mình hầu như mình cũng đi trước đóng đầu á. Nên là cái thời điểm Có TV này á, là mình cũng sẽ tập trung nhiều hơn để mà mình phát triển cái kênh của mình. Bởi vì cái thu nhập thụ động và cái kinh tế số tương lai nó sẽ phát triển mạnh. Sau cái video clip này á, mình cũng mong muốn mọi người á, nắm bắt cái cơ hội này. Cái cơ hội này không có đến lần thứ hai đâu, cho mình đâu, hoặc có đến thì cũng sẽ rất là lâu. Chính vì vậy mà mọi người đừng chần chờ, mình nói rồi, người đến trước luôn là người chiến thắng. Người đến trước luôn là người chiến thắng. Chúng ta chỉ cần biết cách làm và chúng ta chịu khó đầu tư một xíu thôi. Bởi vì cái đất của chúng ta hiện tại bây giờ nó rất là dễ diễn. Tóm lại bây giờ trước khi kết thúc cái video clip này á, mình xin tổng hợp lại như thế này. Thứ nhất, ưu điểm của kiếm tiền Có TV là thế nào? Chúng ta lập được kênh và chúng ta có nội dung sáng tạo là chúng ta kiếm được tiền rồi. Kiếm tiền bằng gì? Kiếm tiền bằng nút like, kiếm tiền bằng gifting vote. Đó, thì các bạn muốn biết rõ cách kiếm tiền như thế nào thì các bạn có thể vào kênh YouTube của mình. Đó, Guitar Thành Nam. Các bạn coi nguyên cái series này nè, nguyên cái danh sách phát này luôn nè, cho nó dễ nè. Thì các bạn sẽ hiểu được kiếm tiền trên Có TV như thế nào. Hoặc các bạn vào cái kênh Thành Nam Entertainment. Các bạn vào kênh Thành Nam Entertainment của mình. Rồi các bạn tìm các cái bài này, nó hơi khó tìm xíu ha. Web 3, nền tảng công nghệ của tương lai, sức mạnh nút like. Đó, rồi những thắc mắc khi mời cho người mới thường mới tham gia và nền tảng dành cho nhà sáng tạo nội dung. Đó, thì các bạn xem những cái bài này của mình á, thì để các bạn có thể có cái nhìn tổng quát về cách kiếm tiền trên Có TV.
đó, và có TV kiếm tiền cũng không khác gì YouTube. Đó là cái phần mà bật quảng cáo. Tuy nhiên là cái doanh thu quảng cáo thì hiện tại bây giờ vẫn chưa cao ha, mình nói trước là chưa cao. Còn kiếm tiền trên YouTube thì như thế nào? Kiếm tiền trên YouTube thì chúng ta chỉ có cái nguồn doanh thu là từ cái gì? Cái này là mình nói kiếm tiền online nha, chứ mình không nói đến chuyện là đưa nội dung rồi đưa cái thông tin để mình làm cái nghề gì người ta đến ta liên lạc. Thì hai kênh nào cũng làm được chuyện đó. Hai kênh nào chỉ cần đưa số điện thoại người ta biết, người ta thấy nhu cầu người ta đến thì cái đó là bình thường. Cái đó là thuộc dạng web 1 liên lạc ở ngoài rồi, mình không nói. Thì kiếm tiền trên YouTube thì nó bị một cái bất lợi nhất, chúng ta lập kênh xong rồi chúng ta chưa có được kiếm tiền. Đó, mà chúng ta phải sáng tạo nội dung cho tốt để chúng ta thu hút được cái lượng subscribe 1.000 người theo dõi đó và 4.000 giờ xem trong một năm. Chúng ta đạt hai cái yếu tố đó thì chúng ta mới điều kiện cần để bật kiếm tiền thôi. Chính vì vậy mà kiếm tiền trên YouTube hiện tại bây giờ khó hơn nhiều. Kiếm tiền từ YouTube doanh thu cao nếu các bạn có sáng tạo nội dung, chẳng hạn như các bạn làm một cái về bên chủ đề ẩm thực chẳng hạn, dạy cách này nọ, thì chúng ta rất ít dính bản quyền ha. Mình làm bên âm nhạc nên là mình sẽ dính bản quyền, hiện tại bây giờ là bị dính các cái bản quyền tác giả, đặc biệt bản quyền tác giả dính rất nhiều. Cho dù mình có cố gắng mình đánh guitar, mình tự làm nhạc mới, nhưng mà chúng ta vẫn dính cái quyền tác giả đó. Thì cái doanh thu mà khi dính quyền tác giả này còn là rất ít đó, nên là cuối cùng là chúng ta chỉ có thể là tự sáng tác nè, tự hòa âm phối khí và tự hát luôn thì chúng ta mới có cái doanh thu cao. Đó là những cái mà mình phân tích cho mọi người về cái những cái ưu nhược điểm khi mà mình tham gia vào việc phát triển nội dung trên nền tảng có TV và kiếm doanh thu từ có TV cũng như là kiếm doanh thu từ YouTube. Đó, thì hy vọng rằng là những cái bạn mà các bạn chúng ta đang làm trên YouTube á, thì chúng ta sẽ thử nghiên cứu thêm một cái nền tảng mới nữa, chúng ta có tăng thêm cái thu nhập nó càng tốt các bạn ạ. À, hai công ty khác nhau thì chúng ta không có sợ cái chuyện là chúng ta up từ nền tảng này qua nền tảng kia mà chúng ta dính bản quyền ha, chúng ta không sợ chuyện đó. Còn với những cái bạn mới á, thì chúng ta có một cái nhìn tổng quát hơn để chúng ta lựa chọn xem chúng ta nên ưu tiên sản xuất và sáng tạo nội dung trên cái nền tảng nào. Và một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip của mình. Và nếu các bạn thấy hữu ích á, thì mong các bạn là ấn cái like, share cũng như là nhấn vào cái nút theo dõi, subscribe cho mình trên hai cái nền tảng là CodeTV thì kênh là Thành Nam Entertainment, còn cái nền tảng YouTube là cái Guitar Thành Nam. Đó, để mình có nhiều động lực mình ra những cái clip mang đến cho cái giá trị cho cộng đồng nhiều hơn. Và một nữa xin cảm ơn mọi người nha.